Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Dương sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái phần mà các bạn rất là mong muốn và ai cũng mong muốn. Khi mà mình yêu sáo thì chúng ta nên tìm đến những cái bài học đầu tiên, những viên gạch đầu tiên để cùng nhau phát triển một cái cách có cái lộ trình. Đó. Đây là cái giáo trình học thổi sáo cơ bản mà Minh Dương đã ngồi viết và soạn ra để phục vụ cho các bạn, và tới đây sẽ đưa lên website để các bạn có thể download về đọc trực tiếp. Nhưng hôm nay Dương sẽ hướng dẫn cho các bạn và sẽ làm những clip để trực tiếp giảng dạy các bạn online như này. Đó, cái bài học đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ làm quen với cây sáo trúc Việt Nam. Cây sáo trúc Việt Nam ấy, thì để nói về sáo, bắt nguồn của sáo, thì sáo thì có rất nhiều các loại sáo trên thế giới khác nhau với hình dạng khác nhau đó, và thuộc bộ hơi có nhiều bộ khác nhau, như là bộ dây này, rồi là bộ gõ này, bộ đầm này, bộ vân vân, rất nhiều các bộ chúng ta thuộc bộ hơi. Và sáo có từ thời kỳ cổ đại trên rất nhiều các nước. Ở Việt Nam thì sáo rất là thông dụng, có rất nhiều loại sáo đó, ví dụ như là cái cây sáo mèo chẳng hạn đó, một cây sáo mèo, sáo bầu hay là sáo vỗ chẳng hạn đấy. Ví dụ như Dương sẽ giới thiệu các bạn cái cây sáo vỗ, đây là cây sáo vỗ của Tây Nguyên không có lỗ đó, ví dụ như vậy. Có rất nhiều loại sáo khác nhau và có những cái âm hình, cái âm sạc, rồi là có những cách thể hiện khác nhau. Sáo của Tây Nguyên đó. Ngoài ra thì còn tiêu, rồi thì là những cái cây sáo dọc, rồi là những cây sáo thái vân vân. Đây là cây tiêu đó, là tiêu đó, những âm sắc khác nhau. Và cây sáo ngang của Việt Nam chúng ta thì có những âm sắc như thế này. Đó, các bạn nghe ở trên trên đài, rồi là trên những cái phương tiện đại chúng như là TV, rồi là vân vân, nghe, hay là thậm chí là nghe những người hàng xóm của mình thổi hàng ngày, đúng không? Nghe những người bạn của mình đó. Thế là cái cây sáo ngang của Việt Nam thì có thể được làm bằng rất nhiều cái chất liệu khác nhau, như là nứa, là trúc, là gỗ, là nhựa, hay là bằng thủy tinh, vân 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 vân. Thế nhưng thông dụng nhất thì vẫn là nứa, đó là một cái chất liệu để làm những cái cây sáo rất là hay đó. Thế thì ban đầu cái cây sáo ngang của Việt Nam của chúng ta chỉ có 6 lỗ thôi. Đó, cây sáo của chúng ta chỉ có 6 lỗ. Đi cây này của Dương là 10 lỗ, không có những lỗ nhỏ này. Chúng ta nhìn đây chỉ có 6 lỗ, 6 lỗ bấm nhá, để lỗ thổi. Đó. Vậy thì tại sao Dương lại có nhiều cái cây sáo như thế này? Đó là vì mỗi một cái cây sáo nó lại có một cái độ cao khác nhau. Những cái cây to dài thì nó sẽ chậm, mà những cây nhỏ và bé ngắn thì nó sẽ cao. Ví dụ như là cái cây một cái cây sáo trầm, nó thuộc bộ sáo trầm, nó là cây son thăng của Minh Dương chẳng hạn, ví dụ thế. Đó, mình sẽ thổi thử để các bạn cảm nhận những âm thanh của nó rất trầm. Đó, rất trầm, rất đục, nghe nó buồn buồn. Ngoài ra thì có những cái cây sáo rất là cao, cao chót vót như tiếng chim luôn. Ừ. Đó, càng nhỏ thì càng cao, thể hiện những cái âm sắc và những cái màu sắc âm thanh trong cuộc sống rất nhiều. Đó, mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đó là một cái bộ sáo trúc chưa đầy đủ Việt Nam, chưa đầy đủ nhé, gồm có 9 cây. Đó, nó chia làm 3 cái âm khu, đó là âm khu trầm, trung và cao. Trầm thì chúng ta có fa, son và la. Cao thì chúng ta có si, do, re. Trung thì si, do, re, và cao là mi, fa, son. Đó. Vậy thì còn khi mà cái bộ sáo đầy đủ thì gồm phải đến 15-16 cây cơ. Đó là giữa các cái nốt, giữa sáo pha và sáo son,
thì chúng ta có sáo pha thăng hay còn gọi là son giảm, dưới son lại trên pha, nằm giữa ở các cái cây sáo mà Dương vừa giới thiệu, đó mới là những cái cây sáo đầy đủ. Tại sao lại sinh ra nhiều cái cây sáo đầy đủ để phục vụ cho cái các cái để cái phục vụ cho các cái bản nhạc phù hợp như Dương nói, cao thấp buồn vui và nhạc beat đó, nhạc beat và giọng hát của ca sĩ. Giọng hát ca sĩ có người hát cao thì ta phải thổi cái cây sáo cao để phù hợp với họ, và họ hát trầm thì phải thổi những cây sáo trầm. Tương tự như vậy, cái cây sáo Việt Nam đầu tiên thì có 6 lỗ, sau đó là được cải tiến thành 10 lỗ đó, để phù hợp cho các cái bài mà có thăng giáng, những nốt thăng nốt giáng, tức là những cái nốt lại những cái nốt mà không nằm trong những cái nốt cơ bản đồ re mi fa sol la si, mà nằm ở giữa các cái nốt đó, chúng ta có thêm những cái nốt thăng đó, những cái lỗ nhỏ như này, và phù hợp với lại 10 ngón tay của chúng ta, đó là cây sáo 10 lỗ để chính tấu các cái bản nhạc nước ngoài, vân vân đó. Thì với các bạn mà bắt đầu mà muốn học sáo thì làm quen với cái sáo, các bạn cần mua hay là ai đó nhờ ai đó tặng, hoặc là nhờ ai đó xin hộ, mua hộ, vân vân. Tóm lại các bạn phải có được một cây sáo đô, nhưng chú ý là phải thật chuẩn. Một cái cây sáo phải thật chuẩn để làm gì ạ? Khi chúng ta mới học, một cây sáo chuẩn rất quan trọng, đó là việc chúng ta rèn luyện cái đôi tai. Nếu như âm thanh không chuẩn, chúng ta sẽ có được một cái tai không chuẩn sau một thời gian tập luyện. Chúng ta mai này chúng ta không biết đâu là chuẩn và đâu là không chuẩn, nên ta phải có một cây sáo chuẩn từ đầu. Nếu không, các bạn sẽ thành những cái tật rất xấu và không thể sửa được. Đó. Thế đi vào cây sáo thì đây chính là các cái lỗ bấm, 6 cái lỗ bấm. Thế các bạn nhìn trên thân cái sáo, 1 2 3 4 5 6 cái lỗ bấm. Đây là những cái lỗ bấm phụ này. Đó, 6 cái lỗ bấm chính. Ngoài ra chúng ta có cái lỗ thổi, là cái lỗ thổi là gì ạ? Lỗ thổi là lỗ để phát âm, lỗ bấm chính là để tạo được âm thanh cao thấp. Ngoài ra chúng ta có cái lỗ định âm ở cuối cái cây sáo này, có các cái lỗ định âm để ta định dạng cái cây sáo đó, nó đang nằm ở vị trí nào. Một cái cây, một cái ống nứa chúng ta chặt ở trên rừng về, chúng ta không thể biết được nó đang nằm ở cái vị trí nào cả, mà có biết thì nó cũng tương đối, nó không thể chuẩn xác được với so với một cái quy chuẩn nhất định, so với một cái đàn piano đó. Ví dụ như đây là cây sáo đô. Đây là cái lỗ định âm, nó xác định được cái nốt đô này, để từ cái nốt đô này xác định lên các nốt tiếp theo. Đó, xác định lên các nốt tiếp theo. Khi mà người ta quét sáo, đục sáo, người ta sẽ phải đục cái lỗ thổi trước, và người ta phải đục cái lỗ định âm này để tập thổi xem cái cây sáo này đã là cái cây sáo đô chưa, hay nó là đô thăng, hay nó gần tới đô. Đó, nó thì để các bạn hiểu. Tiếp theo đó, trong thân cây sáo này có một cái nút chặn ở gần cái lỗ thổi này, gần cái lỗ thổi này. Đó, để mục đích là để đẩy hơi, không cho hơi thoát ra cái đầu phía bên tay trái này, mà lại đi sang các cái hướng, các cái lỗ, để tạo nên những âm thanh cao thấp khác nhau. Đó, các bạn chú ý là khi mà chúng ta có cây sáo này, ở những người mới tập chơi là không đổ nước vào, hay là cũng không chọc các cái làm xê dịch cái nút này, nó sẽ làm cái cây sáo của chúng ta bị cao thấp và bị chênh phô. Đó là cây sáo trúc Việt Nam Dương đã giới thiệu cho các bạn. Ở cái phần tiếp theo chúng ta sẽ học những cái kỹ thuật trong sáo trúc Việt Nam, thì có 3 kỹ thuật chính: hơi, lưỡi và ngón. Chúng ta sẽ học tập ở các cái bài sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.